Từ ngày mai em cho câu chia tay, hạnh phúc bỗng dưng xa vời. Biết em không còn mong được có nhau. Vâng, kính thưa tất cả quý vị và các bạn, mình là Nguyễn Đình Vũ. Hiện tại mình đang ở đây và để kể cho quý vị nghe một câu chuyện vào mùa dịch. Đúng vậy, quá buồn. Vào mùa dịch thì Vũ bèn có xin anh Lương Hồng Quang cũng như là một người thầy để có thể cover lại được ca khúc Lời Hứa Cho Người Ra Đi mà Nguyễn Đình Vũ rất thích cách đây chắc cũng phải hơn chục năm đó. Và quý vị ơi, thì đây là một ca khúc mà Vũ rất yêu thích. Quý vị có thể ghé kênh YouTube của Vũ để nghe bản full, nhân tiện quảng cáo luôn nha. Qua đêm nay đêm cô đơn trong thâm tâm anh chờ mong mình nghe sẽ ôm em con tim khi đã quên em. Vâng, kính thưa tất cả quý vị, thì vào những ngày mà chúng ta nghỉ dịch như vậy ở nhà thì ngoài cái việc mà chúng ta ăn ngủ, chúng ta tập thể dục, chúng ta tỏa ra một cái năng lượng tích cực trong cuộc sống, thì theo Vũ nghĩ thì chúng ta phải nên có những cái thú vui để phục vụ trong khoảng thời gian này. Tại vì cái khoảng thời gian này là khoảng thời gian rảnh nhất, thì quý vị nên đăng ký một cái khóa học hát online tại thầy Lương Hồng Quang Queen Studio. Tại vì khi chúng ta học hát thì chúng ta sẽ có cái khả năng tự tin để biểu diễn cho tất cả quý vị khác. Chúng ta có khả năng tự tin biểu diễn hát karaoke trước đám bạn, mà đám bạn nó phải trời ơi tại sao lại hay quá như vậy, tại sao một cái giọng hát có thể truyền cảm vào trái tim mình như vậy. Oh my god, wow. Đó chính là vấn đề nha quý vị. Cá nhân của Vũ thấy cái khóa học nhạc của anh Lương Hồng Quang là nó rất là special, nó là nó rất là đặc biệt. Nó sẽ không giống như những cái người thầy cô đứng trên lớp giảng dạy những cái khóa học căn bản hay là những cái mang về tính chất kiến thức nhiều, mà là anh Quang sẽ thường đánh vào một cái thực tế, đó là anh Quang sẽ biết được cái bạn nào, cái giọng, cái tông giọng nó nằm ở đâu. Tại vì thầy Quang là một producer chứ không phải là một người thầy dạy hát. Thì với trong tư cách là một producer thì chắc chắn khi mà làm việc sẽ nhìn nhận được cái quãng giọng của ca sĩ này nó phù hợp với cái beat chỗ nào, và sẽ biết cách đánh mạnh được cái thế mạnh của cái người học hát đó, để từ đó đánh vô cái tiềm năng và cái tài năng của người ta có. Thì bản thân Vũ thấy giọng hát của Vũ cũng đã thay đổi rất nhiều khi mà cover theo nhạc của Lương Hồng Quang từ ngày xưa đến giờ, rất là nhiều luôn nha thầy Quang. Nói chung là ngày xưa là gần như 80% nhạc của Lương Hồng Quang là Nguyễn Đình Vũ hát lại hết, tại vì mê cái kiểu hát của ảnh. Nếu có rằng lòng kìm nén muộn phiền, anh muốn để mình vững vàng. Đó, cái kiểu nó như vậy mọi người. Nếu mà có 3 từ để nói về style, phong cách dạy nhạc của Lương Hồng Quang thì chắc Vũ chỉ có thể 3 từ đơn giản nhất mà rất phù hợp với lại Vũ, thầy Quang cũng như các bạn luôn: ngon, bổ, rẻ. Vừa nhanh nhẹn, đáp ứng nhu cầu, lợi hại, phát huy tiềm năng. Rất gọn ghẽ, tóm gọn cho ông 3 từ: ngon, bổ, rẻ. Thì Vũ thấy cái nguyên nhân hoặc là cái lý do mọi người nên học hát á, là để đánh vào cái khả năng mà ẩn giấu sâu bên trong của mỗi con người chúng ta. Ai cũng có khả năng, có một cái khả năng tiềm ẩn trong người mình là họ sẽ có một cái chất giọng hát rất là hay, nhưng mà họ không có thể phát huy được ra hết. Cho nên bản thân Vũ thấy được rằng là chúng ta học hát để tìm ra được một cái điểm mạnh ở trong người mình mà bấy lâu nay nó ẩn giấu, và tiếp đó là chúng ta sẽ có được một cái khả năng như là trong giao tiếp, trong ứng xử. Tại vì khi các bạn học hát, các bạn biểu diễn cho người khác nghe, tức là các bạn đang học một trong những cái thao tác đứng trước đám đông một cách tự tin. Các bạn học trong một những cái thái độ khi mà đối diện với các bạn là những cái máy quay, những cái đèn rất là nhiều. Thì học hát nó vừa vững vàng về tâm lý, vững vàng nhiều cục hơi, mà có thể giúp cho tất cả các bạn tỏa được một cái năng lượng tích cực dành cho mọi người nữa. Thì mùa dịch ở nhà tất cả cùng quay quần bên nhau, mở karaoke lên nghe ngao hát với nhau, với gia đình trong một cái âm lượng vừa phải, thì đây là một điều tích cực. Và bản thân Vũ là một người rất mê hát, cho nên Vũ muốn truyền năng lượng này đến cho mọi người. Và Nguyễn Đình Vũ cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Thì quý vị đừng quên ủng hộ Lương Hồng Quang cũng như là ủng hộ Nguyễn Đình Vũ trong những cái sản phẩm âm nhạc tiếp theo, cũng như là ủng hộ cho lớp học online dạy hát của thầy Quang nhé. Xin chào tất cả quý vị và hẹn gặp lại.